Cứ hồi thở tao đi rồi, còn lâu tao mới cho mày xuống nhé. Mày thử chơi đấy để chờ tao đạp xuống hay xuống hết chờ đi. Mẹ làm gì đấy mẹ? Sẽ tốn thời gian. Ừ. Không có leo. Cái than này mày bắt đi chứ. Nó có chuyển khoản, nó chuyển khoản.
Hồ thiên biến lắm. Bà không em chưa lại. Bố em chưa lại. Hôm nay sáng sớm lên nhà sớm cho phụ làm vườn. Thank you.
xe à? Cái này quất quá, thế mình phải chặt đi mới được.
Cái này quất quá, tí mình phải chặt đi mới được. Mày làm gì đấy? Về đây tao bảo. Cái gì đấy mẹ? Về đây tao bảo. Rồi tao không cãi nhau với mày nữa. Tao nghĩ kỹ rồi, tao không cãi nhau với mày nữa. Nên không nên mày cũng là vợ của con tao. Mày đang làm vườn rau à? Vâng, con đang làm vườn rau. Mày làm nên vườn rau rồi để chia cho tao ăn với. Cây kia nó khuất vườn thế này trồng rau không nên đâu. Mày mày chặt đi. Vâng, con cũng định tí nữa chặt mẹ. Chặt đi không nên ánh sáng xuống được nó mới nên rau. Không nó không nên rau được, hay là lên chặt đi để tao giữ cho. Vâng. Thế để con lên chặt nhé. Mẹ giữ cho con nhé. Vâng. Cơ hội tao của tao đây rồi, còn lâu tao mới cho mày xuống nhé. Mẹ làm gì đây? Đâu, chặt cây. Mẹ ơi cho con xuống đấy mẹ ơi. Cho con xuống đấy mẹ ơi. Đâu không cho mày xuống đâu. Mày cứ ở trên đấy đi, chờ tao chặt xuống mày xuống nhé, chờ chết đi. Ở trên đấy chờ chết đi. Mày vừa tao thích mày thật à? Ở đây chờ chết đi. Mẹ ơi cho con xuống đi mẹ. Cho con xuống đi mẹ ơi. Mẹ bây không giờ làm như thế nữa mẹ ơi. Bây giờ không ai bảo vệ được mày đâu. Mẹ làm gì thế? Anh ơi cứu em với anh ơi. Mẹ làm gì đấy mẹ? Mẹ làm gì đấy? Dừng tay đi mẹ ơi. Mẹ không được làm như thế.
Dừng lại. Mẹ không được làm như thế mẹ. Em có sao không? Cho em xuống với. Em có bị sao không? Bị sao không? Đợi nhé, để anh lấy thang cho em xuống nhé. Sao đâu, có anh ở đây rồi. Đi vào lề mình đi đi. Lần sau không có anh ở nhà đừng có trèo lên cây nhé. Anh không ngờ mẹ lại đối xử với em như thế. May còn có anh về kịp. Không gì em chả chết à. Thank you.